Kể cả khi bạn ngửi vào thì bạn cũng có thể cảm nhận được cái độ xịn của cái đôi giày này. Ok, hey, what's up everyone? Chào mừng mọi người trở lại với cả YouTube channel của ông mê giày. Thì hôm nay là Sneaker Haul phần 2. Thì mình sẽ chia sẻ nốt với mọi người về những cái đôi giày mà mình đã cóp được trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta sẽ không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ cùng nhau xem qua đôi giày tiếp theo là đôi giày gì ha. Và cũng như ở phần video trước thì mình cũng sẽ tiếp tục share với mọi người về các bạn seller mà mình đã từng mua giày nha. Và tiếp theo là một đôi Air Max One đến từ bạn Quân Bùi. Đây là một cái đôi giày mà mình đã tìm kiếm khá là lâu. Ngay khi mà mình nhìn thấy cái deal của bạn Quân để trên page của bạn ấy thì mình đã quyết định mua ngay lập tức. Và cái đôi giày này có điều gì thú vị mà khiến mình phải mua cái đôi giày này? Thì điều đầu tiên là về màu sắc. Thì thực ra là từ trước tới giờ là mình chưa có mua một cái đôi giày nào mà màu tím. Mình nghĩ là những cái màu sắc trên cái đôi giày này cũng không phải là quá loè loẹt, khá là hài hòa. Có những cái điểm mà mình rất là thích ở cái đôi giày này, như là cái phần mặt cười ở phía đằng sau giày này, hoặc là cái chiếc pin được gắn ở phần dây giày. Rồi tiếp theo là ở phần lưỡi gà thì nó khác so với các cái đôi giày Air Max One khác, là có cái chữ Have a Nice Day ở đây thay vì là cái phần logo. Cái đôi giày này thì mình cũng chưa có mang lần nào. Lý do là vì một phần là vì cái đôi giày này mình nghĩ là khi mà mình đi, nhất là ở Sài Gòn, thì nó sẽ rất là nóng, bởi vì cái phần trong này nó làm bằng cái chất liệu nỉ. Một lý do nữa là cái phần outsole thì rất là đẹp. Cảm giác là nếu mà mình mang cái đôi giày này ra để nó bị dơ thì khá là tiếc. Nhưng mà là một người yêu thích giày, và nhất là đối với mình, bất kỳ đôi giày nào ở trong cái tủ mình là đều phải mang hết. Thì trong cái thời gian tới, vào một cái thời điểm thích hợp thì mình sẽ mang cái đôi giày này. Và một cái lý do nữa vì sao mình chọn cái đôi giày này, vì mình đã nhìn thấy hình ảnh của một người bạn mình post lên Instagram, và trong tấm hình thì là ba đôi Air Max One Have a Nice Day. Một là size nam, một size nữ và một size trẻ em. Đó cũng là một cái điều mà mình muốn làm, là mình sẽ mua một cái đôi nữa dành cho vợ mình và cho con mình nữa. Nếu mà ai đang xem cái video này mà có deal tốt với cái đôi Air Max One Have a Nice Day này dành cho size nữ và size trẻ em thì có thể nhắn tin cho mình nha. Shout out Quân Bùi về cái deal này. Tiếp theo là một cái đôi giày mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa đối với mình, ý nghĩa đối với gia đình. Thì đây là một đôi Daybreak Dia de los Muertos. Dịch tiếng Anh thì là Day of the Dead. Đây là một cái lễ hội của người Mexico muốn tri ân những cái người mà đã mất. Thì ở trong cái lễ hội này thì họ sử dụng những cái màu sắc rất là nổi bật, và mỗi một cái màu sắc nó có một cái ý nghĩa riêng. Và mình đặc biệt thích những cái hoa văn mà họ sử dụng trong cái lễ hội này. Thì theo mình nghĩ thì tất cả các cái yếu tố đó đều được hội tụ trên cái đôi Daybreak này. Theo mình biết thì cái pack này có 3 mẫu khác nhau, là đôi Daybreak này, đôi Air Max 90 và đôi Blazer. Vì sao mình lại lựa chọn cái đôi này thì mình sẽ nói sơ qua về các cái mẫu còn lại. Thì cái đôi Air Max 90 mình sẽ để hình ở đây. Thì cái đôi Air Max 90 mình cảm giác là về màu sắc thì mình cảm giác ok, nhưng mà các cái chi tiết thì nó hơi bị rối, nên là mình đã suy nghĩ rất nhiều giữa cái đôi Daybreak này và đôi Air Max 90. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chọn cái đôi Daybreak. Về cái đôi Blazer, nếu mà bạn nhìn thấy lần đầu tiên thì bạn sẽ cảm thấy nó hoàn toàn bình thường, không có cái gì đặc biệt cả. Thì cái đôi đó sẽ giống với cái đôi Home and Away. Nó giống ở điểm là khi mà bạn đi sau một thời gian thì cái phần lớp bên ngoài nó sẽ chóc và sẽ lộ ra những cái màu sắc ở phía dưới đó. Thì nó vẫn chưa đủ thuyết phục mình để mình mua cái đôi giày đó. Thì ở cái đôi Daybreak này có những cái chi tiết gì mà khiến mình phải mua cái đôi giày này? Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái nét mà ai cũng có thể nhìn thấy được, đó là cái phần swoosh. Cái phần swoosh thì được thêu các cái chi tiết rất là đẹp, và mình cảm giác như là cái swoosh này được thêu lên từ rất là nhiều các cái swoosh mini. Ở phía đối diện thì chúng ta sẽ có một cái swoosh được thêu đơn giản như thế này, và toàn bộ cái phần upper thì được làm bằng chất liệu lưới. Ok, tiếp theo thì ở cái phần gót này chúng ta có một cái hình được in lên đôi giày. Đây là một cái bông hoa được cách điệu. Thì như lúc nãy mình nói thì mỗi cái màu sắc nó có một cái ý nghĩa riêng. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái màu tím. Thì cái màu tím thì tượng trưng cho nỗi đau này, cho sự đau khổ, rồi sự buồn bã. Màu trắng thì tượng trưng cho sự trong sạch và hy vọng. Màu vàng thì tượng trưng cho cái chết và tượng trưng cho cái màu vàng của những cái bông hoa mà họ thường sử dụng khi để ở những cái bàn thờ. Đối với họ thì họ quan niệm là những cái bông hoa vàng này sẽ dẫn cho các cái linh hồn trở về với gia đình của họ vào cái ngày lễ hội này. Đó là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu qua trên mạng. Thì ngoài ra còn có rất nhiều những cái thông tin khác xung quanh cái lễ hội này, như là cái bàn thờ thì để bao nhiêu tầng, thì nó có những cái ý nghĩa như thế nào. Thì mình sẽ không nói nhiều về những cái đó nữa. Thì cái đó thì mọi người có thể search để tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì nếu mà mình nói hết về cái lễ hội này thì có lẽ là cái video này sẽ quá dài. Nên là mọi người nếu mà quan tâm về cái lễ hội này thì có thể tự tìm hiểu trên mạng nha. Còn tiếp theo thì có những cái nét mà mình thích ở trên cái đôi giày này, như là những cái phần thêu màu tím, hình chữ X ở đây và ở phần gót. Và đặc biệt ở phần gót này có cái dòng chữ Para Mi Familia, là dành cho gia đình. Thì đó cũng là một cái phần mà rất là ý nghĩa đối với mình. Ở phần lưỡi gà thì phần logo của Nike cũng được cách điệu theo cái hoa văn của cái lễ hội này. Và mình cũng rất là thích cái phần da của cái đôi giày này. Trông nó giống như là cái phần đất khô bị nứt. Đó, ở phần này nữa. Và ở phần insole chúng ta cũng có thể thấy những cái hoa văn khác nhau. Phần đế thì là đế waffle, nhìn rất là classic. Nên là cái đôi giày này mình rất là thích. Và cái đôi giày này mình đã nhận được khi mà đứa con đầu lòng của mình mới ra đời được khoảng vài ngày thì mình đã nhận được cái đôi giày này. Nên là mình cảm thấy cái đôi này rất là ý nghĩa. Lại một lần nữa phải cảm ơn Nguyên Phan đã giúp mình cóp cái đôi giày này. Tiện thể khi đang nói đến Nguyên Phan thì mình vẫn còn hai đôi giày mà Nguyên Phan đã giúp mình cóp. Đó là hai đôi LeBron 17 Space Jam. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua ha. Đôi giày này thì mình đã mua vào năm 2020, vào lúc bắt đầu cách ly xã hội. Thì trong cái thời gian đó thì mình đã quyết định thử sức với cái môn bóng rổ. Thì mình đã mua cái đôi giày này để thử chơi và mình đã mang khoảng 2 lần. Thì đây là cái chiếc hộp của cái đôi LeBron 17, trông khá là đẹp. Về cái đôi giày này thì có lẽ mình sẽ phải show cho mọi người cả cặp, vì cái phần lưỡi gà mỗi bên nó có một màu khác nhau. Đó, màu tím và màu cam. Thì cái phần vân ở cái lưỡi gà này thì nó tượng trưng cho cái phần da của các cái con monster ở trong cái phim Space Jam. Còn màu tím, mình cũng không nhớ tên của các nhân vật này nữa. Nhưng mà mình chỉ biết là cái đôi giày này được lấy cảm hứng từ cái đội bóng của các cái con quái vật. Ở phần cổ mọi người có thể thấy là có phần logo của LeBron James và Knipposit. Chất liệu làm nên cái phần upper của cái đôi giày này. Ở mé bên trong thì chúng ta sẽ có logo của phim Space Jam. Cái phần số 0, mình nhớ không nhầm thì đây là cái số áo của trong những cái nhân vật trong cái bộ phim này. Về phần đế thì vẫn sử dụng cái đế E và những cái cục zoom được đặt ở phía dưới đôi giày. Và mình đặc biệt thích cái phần vân nằm ở phía đằng sau cái đôi giày này. Màu sắc rất là sặc sỡ và nó làm mình liên tưởng đến cái vết loang của dầu khi mà nó nổi ở trên bề mặt nước. Thì mọi người có thể xem qua nó như thế này. Thì đối với mình thì cái đôi giày này là một trong những cái mẫu giày bóng rổ mà mình cảm thấy đẹp nhất vào cái thời điểm đó. Nhưng mà rất tiếc là mình cũng không thường xuyên chơi bóng rổ, mình cũng chỉ thử và chơi một mình thôi. Nên là có lẽ là cái đôi giày này mình sẽ pass lại cho những cái bạn nào mà chơi bóng rổ, hoặc là những cái bạn nào mà sẽ mang cái đôi giày này nhiều hơn mình. Ok, thì tiếp theo vẫn là một đôi LeBron 17, nhưng mà cổ thấp. Lại tiếp tục là một cái nhân vật ở trong cái bộ phim Space Jam mà mình rất là thích, đó là Bugs Bunny. Thì cái đặc điểm nhận dạng Bugs Bunny trên cái đôi giày này đó chính là cái phần lông ở trên cái swoosh này. Và một cái câu nói rất là đặc trưng của cái nhân vật này, đó là "What's up, dog?" What's up, dog? Đó, được in bên trong cái lưỡi gà như thế này. Ở phần ngoài thì mình sẽ có một cái chữ ký của LeBron James ở đây. Ở phía gót giày chúng ta sẽ có cái logo. Phía bên trong insole thì chúng ta sẽ có logo của Tune Squad. Mình đặc biệt thích ở cái đôi giày này là một bên đôi giày thì là dây giày màu xanh, một bên là dây giày màu đỏ. Về cơ bản thì mình cảm thấy là cái đôi giày này mình có thể mang lifestyle được, nhưng mà rất tiếc mình đã lấy cái size true size để mà mình mua cái đôi giày này. Đúng ra thì với cái mẫu này mình phải upsize lên thì mình mới mang được, nhưng mà khi mà mình mua true size thì đi nó bị cấn, nên là có lẽ là đôi giày này mình cũng sẽ lại phải pass lại cho bạn nào đấy chơi bóng rổ hoặc là sẽ mang nhiều hơn mình. Ok, và một lần nữa phải cảm ơn Nguyên Phan đã giúp mình cóp những cái đôi giày này. Tiếp theo thì mình có một cái đôi giày mà mình đã mua từ rất lâu rồi, phải cách đây cũng vài năm rồi. Mà tiện thể trong cái video này khi mà mình nói đến những cái đôi giày bóng rổ thì mình cũng muốn share cho mọi người xem. Cái đôi giày này thực ra là mình không có đi được, hồi đó mình cũng không hiểu tại sao mình lại mua cái đôi giày này. Có lẽ là vì mình cảm thấy cái đôi giày này nó đẹp quá, tính như là mua để sưu tầm để trưng cho đẹp ấy. Nhưng mà cái đôi giày này là đôi size 8.5 và true size của mình là 9.5, và mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại đi vừa cái đôi giày này. Khi mà mình đi về nhà và mình xỏ vào chân và đi qua đi lại thì cảm thấy rất là cấn. Cuối cùng cái đôi giày này mình cũng chỉ để trưng thôi. Ok, thì đây là một đôi Jordan Superfly 4 Chinese New Year. Cái hộp giày nó như thế này. Cái hộp giày thì rất là đẹp. Đây, cái đôi giày nó như thế này. Ngoài ra nó còn có một cái tag màu mè như thế này, có logo Jordan. Phần đế màu hồng. Phía má trong thì nó có các cái hoa văn đậm chất kiểu mùa Tết. Ở phần lưỡi gà thì cái logo của Jumpman được thêu lên cái phần này in như thế này. Kể cả ở cái phần gót thì cái logo của Jumpman cũng được thêu. Trông khá là hay. Hiện tại thì cái đôi giày này thì mình cũng không đi được. Nếu mà ai đang xem cái video này mà cảm thấy thích thú với cái đôi giày này thì có thể nhắn tin cho mình, và mình sẽ để lại cho bạn cái đôi giày này với giá vô cùng hợp lý. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đôi giày đến từ Nike. Đây là một đôi Nike Off-White. Cái hộp nó màu bạc như thế này. Và đây là một đôi Nike Rubber Dunk. Thì thực ra đôi này không phải là mình mua, mà là một người em của mình ở bên Cộng hòa Séc, cậu ấy đã trúng raffle và mua được với cái giá retail. Sau đó thì cậu ấy pass lại cho mình. Cái đôi Rubber Dunk này thì nó có 3 phối màu khác nhau: màu đen, trắng xanh và màu vàng. Mình thích nhất là cái phối màu này, nhưng mà cho tới nay thì mình vẫn đang rất là suy nghĩ có nên mang cái đôi này hay không. Tại vì sau khi mình nói chuyện với một vài người thì họ đều nói là cái đôi này đi khá là cứng, nên là mình vẫn đang suy nghĩ có nên đi đôi này hay là nên bán. Nhưng mà thực sự thì về các cái chi tiết của cái đôi này thì mình vẫn rất là thích. Đây là một cái phối màu trắng xanh điểm với các cái nét màu bạc. Đặc điểm rất là iconic là cái chiếc tag màu cam này. Mà cái tag này thì không phải là một cái tag nhựa bình thường, mà bên ngoài giống như là phủ một cái lớp suede hay là lớp nỉ ấy. Cái phần swoosh này của cái đôi Rubber Dunk này làm mình liên tưởng đến đôi Nike collab với cả Ambush. Có cái phần swoosh nó kéo dài và cái phần nhọn này nó chia ra ngoài. Và mình đặc biệt thích cái phần đế vì nó là đế găm. Nhìn nó vừa có cái nét kiểu classic và vừa có cái nét gì đó thiết kế hơi hướng theo kiểu tương lai ấy. Đây là một cái đôi giày mà mình vẫn rất là thích, nhưng mà vẫn chưa biết có nên mang hay không. Mặc dù mua cũng đã lâu rồi nhưng mà chưa một lần xỏ chân. Mình thích cả từ cái đôi giày cho đến cái hộp giày. Tất cả đều rất là đẹp, nhưng mà mình vẫn đang rất là suy nghĩ về cái việc mang nó có êm chân hay không. Nếu mà ai đã từng đi cái đôi giày này rồi thì hãy để lại ở phía comment nha. Và tiếp theo mình có một cái đôi giày đến từ Nike, một cái quyển bí kíp đến từ Clot. Nói đến đây thì ai cũng biết rồi, vì thời gian qua cái đôi giày này đã nhận được khá nhiều cái sự quan tâm. Mình cảm thấy cái đôi giày này nó rất là thú vị. Mình cũng đã thử lên cái trang Nike vào cái ngày mà phát hành cái đôi giày này để thử xem có thể tự mua được không, nhưng mà không, mình đã không thể mua được cái đôi giày này. Sau đó khoảng 3 ngày thì có người bạn của mình đã nói là có một bạn đã mua cái đôi giày này nhưng mà mua lộn size, không đi vừa, nên pass lại với mình, chỉ lấy thêm phí ship các thứ thôi. Thế nên là cuối cùng thì mình cũng đã có được cái đôi giày này. Và đây chính là cái đôi Air Max One Kiss of Death collab với cả Clot. Thì những cái điểm mà làm mình phải chú ý đến cái đôi giày này và muốn sở hữu cái đôi giày này đó là vì trong cái thời gian qua thì mình cũng không có thấy Nike release một cái đôi Air Max One nào mà thực sự đặc biệt. Đây không phải là một cái bản đầu tiên mà đây là một cái bản restock và có một số các cái đặc điểm đã được chỉnh sửa lại. Nếu mà mọi người muốn biết chi tiết hơn thì có thể search trên Google để tìm ra những cái điểm mà khác so với cả cái bản tiền nhiệm. Mình chỉ muốn nói sơ qua về cái đôi giày mà mình đang cầm trên tay ở đây. Về mặt chất liệu thì mình thấy đây là một cái đôi giày có cái chất liệu rất là đẹp. Khi mình sờ vào cái phần da, mình cảm thấy cái da nó rất là mềm. Phần swoosh thì như kiểu là da rắn ấy. Xung quanh cổ chân thì là da đà điểu này. Và đặc biệt ở cái phần toe box thì chúng ta có thể thấy là nó làm bằng cái chất liệu trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu và nhìn thấy cái phần insole, nhìn rất là hay. Có một điều khác so với các cái đôi Air Max One bình thường là ở cái đôi giày này, ở phần xung quanh cổ chân thì cái da nó rất là mỏng. Nên là rất nhiều người đã mua true size đối với cái đôi giày này, và khi mang thì nó lại bị rộng này. Nếu mà ai muốn mua thì tốt nhất là nên lùi nửa size đến một size thì sẽ đi vừa. Đây là cái phần insole, nó nhìn khá là hay. Ở bên trong cái đôi giày thì có một cái vật mà rất nhiều anh em khi mua về thì không hiểu tại sao họ lại cho một cái ống bằng giấy như thế này. Người thì bảo đây là một cái ống hút, người thì bảo đây giống như là một cái điếu xì gà. Thực chất thì cái ống bằng giấy này nó chỉ là để cho cái đôi giày có thể giữ được cái form bên trong cái hộp giấy thôi. Ở cái phần gót giày này thì nó có cái phần logo của Clot được thêu lên. Theo như cái bạn mà đã bán lại cho mình cái đôi giày này thì ở cái phần sau gót này, khi mà ở buổi tối mà chiếu sáng vào thì nó sẽ phản quang. Cái phần mà mình cảm thấy nó hơi bị chói quá trên cái đôi giày này đó chính là cái phần midsole. Ở phần midsole thì cái màu cam nó khá là chói. Đối với mình thì nó làm cái đôi giày này nó bị kiểu phân tán sự chú ý ấy. Đó, nên là có lẽ đây là một cái điểm duy nhất mà mình không thích trên cái đôi giày này. Và mình đặc biệt thích cái phần outsole trong suốt và có in hình ở phía dưới đế như thế này. Thì mọi người có thể thấy các cái điểm được khoanh vùng ở đây nó đều có số. Và khi bạn mở hộp giày ra thì bên trong nó có một cái bảng. Thì mọi người có thể dò được ra các cái điểm tương ứng này trên cái bàn chân của mình, nó sẽ liên quan đến cái bộ phận nào trên cơ thể của mình. Nên là đây là một cái đôi giày khá là thú vị. Đôi giày này thực ra là mình vẫn rất là thích, nhưng mà có một điều là mình cũng mua true size 9.5, nên là khi mà mình đi thì mình cảm thấy nó hơi bị rộng một xíu. Thế nên là mình vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ về việc nên giữ hay là bán. Về đôi này thì mình phải cảm ơn bạn Hoàng Tiến đã để lại cho mình với cái giá rất là steal. Shout out Hoàng Tiến nhé. Tiếp theo thì mình có một cái đôi Air Max 90. Đôi giày này thì khỏi phải bàn, ai cũng biết cái đôi giày này rồi. Đây là một cái miếng thịt mà nổi tiếng nhất trong cái thời gian vừa qua. Cái đôi giày này thực chất không phải là cái đôi giày của mình, mà đây là một cái đôi giày mà mình đã mua cho vợ mình. Mình cũng đã suy nghĩ tới việc là sẽ mua một cái đôi y chang để mang cùng với vợ mình, nhưng mà sau khi cái đôi của vợ mình về tới nơi mà mình cầm trên tay thì mình đã thấy là cái phối màu này có vẻ nó không hợp với mình lắm. Mặc dù mình cũng rất là thích cái màu hồng, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cái đôi giày này nó hợp với các bạn nữ nhiều hơn, nên là mình sẽ không mua cho mình nữa. Thì đây chính là cái đôi Air Max 90 bacon. Màu sắc của cái đôi giày này trông khá là ổn. Mình cũng đã có dịp để cầm cái đôi phiên bản đầu tiên trên tay thì mình cảm thấy là cái đôi ra mắt sau này thì cái phần chất liệu da mình cảm thấy nó không được bằng cái đôi tiền nhiệm. Mình thấy ở trên cái đôi giày này có rất là nhiều flaw, từ keo rồi chỉ các thứ, thì mình cảm thấy cái đôi giày này nó không được hoàn thiện tốt cho lắm. Phần lý do vì sao mà mình mua cái đôi giày này là vì vợ mình thì cũng chưa có một cái đôi Air Max 90 nào, nên là nhân cơ hội mình kiếm được một cái deal rất là tốt. Đôi giày này thì lại là nhờ em Hằng ở cái phần 1 mình đã giới thiệu thì đã giúp mình cop cái đôi giày này, nên là shout out Hằng thêm một lần nữa nhá. Ok, tiếp theo thì mình có hai cái đôi giày đến từ Puma và đến từ không ai khác, đó chính là King of Puma Tâm Hoàng đã giúp mình cop những cái đôi giày này. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái đôi kỷ niệm 50 năm của Puma. Đó là một cái đôi Puma Suede collab với cả Michael Lau. Nhìn cái hộp giày đã thấy rất là đặc biệt. Đó, cái việc thể hiện 50 năm thì có cái số 50 ở đây. Puma Suede, Puma kết hợp với cả Michael Lau. Thì thì cái đôi giày này được release vào năm 2018. Puma thì được thành lập vào năm 1968. Và đây chính là đôi Puma Suede Clot với cả Michael Lau. Thì toàn bộ cái thân của đôi giày này thì được làm bằng chất liệu suede. Thì cái màu chủ đạo của cái đôi giày này là màu xám, nhưng mà ở mỗi bên đôi giày thì cái màu xám lại có cái tông khác nhau, nên là nó khá là hay. Và mình thích mấy cái tag làm bằng da được gắn trên cái dây giày này, thể hiện cái việc kỷ niệm 50 năm rồi collab với cả Michael Lau. Kể cả ở phần insole, mỗi bên cái màu xám nó cũng khác. Ở phần gót giày thì một bên thì chúng ta có right, một bên thì có left. Còn cái chữ ở phía trên nó có ý nghĩa gì thì mình không biết. Ở phần lưỡi gà thì chúng ta có thể thấy một bên thì có chữ Sam, một bên này thì có Paul. Tức là khi mà ghép lại thì nó sẽ thành dòng chữ là sample. Nếu mình nhớ không nhầm thì Tâm cũng đã chia sẻ với mình một vài thông tin về cái đôi giày này, như là cái người mà tạo ra cái đôi giày này cũng dựa trên cái ý tưởng là khi mà những anh em mà chơi giày hay sưu tầm những cái đôi giày sample ấy, thì ông cũng muốn tạo ra một cái giá trị sưu tầm nào đó bằng cách làm ra cái đôi giày sample này đó. Nhưng mà đôi giày này là đôi chính thức, chỉ là nó mang tên là sample chứ không phải là đôi này là đôi sample đó. Mình cảm thấy cái đôi giày này rất là hay, nên là khi mà mình thấy Tâm Hoàng post cái đôi giày này lên là mình phải liên hệ với cả Tâm liền. Và yeah, thanks for the good deal. Ok, thì tiếp theo vẫn là đôi Puma, đó là Puma Archive. Đôi này được collab với cả The Hundreds. Cái hộp giày nó vô cùng đơn giản, nó có đơn sắc như thế này, nhưng mà cái đôi giày thì lại khá nhiều màu sắc. Thì đây chính là cái đôi Puma Clyde. Với mỗi một cái mặt của chiếc giày thì chúng ta sẽ có những cái màu khác nhau của các cái phối màu OG của dòng Clyde này. Cái việc collab với cả The Hundreds thì được thể hiện ngay trên cái đôi giày được in ở bên má giày như này. Ở phần lưỡi gà thì chúng ta có logo Puma và logo của The Hundreds. Những người mà đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết là mình rất là thích những cái đôi giày mix and match, nên là cái đôi giày này mình không thể bỏ qua được. Và tiếp tục Tâm Hoàng đã để lại cho mình với cái deal rất là steal, nên là cảm ơn Tâm Hoàng một lần nữa cho những cái đôi giày này. Nhưng đây không phải là cái đôi giày cuối cùng mà Tâm Hoàng giúp mình mua. Đôi giày tiếp theo thì lại không phải là một cái đôi giày đến từ Puma mà là đến từ Diadora. Và đây chính là cái hộp của cái đôi Diadora này. Như mọi người có thể thấy, trên này có logo của Diadora rồi Bait. Bait là một cái nhà bán lẻ chuyên bán những cái đồ chơi, sưu tầm, rồi quần áo, giày dép. Đây là một cái bản collab giữa Diadora, Bait và một cái nhân vật truyện tranh, đó là Astro Boy. Mình cũng rất là thích cái nhân vật Astro Boy này. Mình cũng đã từng vẽ cái nhân vật này, và khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh về cái đôi giày này thì thực sự mình đã bị thuyết phục. Và rất may là cái đôi mà Tâm Hoàng đã up lên thì lại là cái đôi đúng size của mình, nên là giống như định mệnh cái đôi giày này vào lúc đó giống như là chỉ dành riêng cho mình á. Thì ở cái hộp giày bên ngoài mọi người cũng có thể thấy là nó thể hiện đậm chất cái comics, các cái hình ảnh về chú robot Astro Boy này. Trong cái video này mình cũng chỉ muốn giới thiệu sơ sơ về cái đôi giày này thôi. Mình muốn giới thiệu về những cái đôi giày mà mình đã cop. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái đôi giày này thì mình cũng đã có một cái bài post ở trên page ông mê giày ở trên Facebook. Hoặc nếu mà bạn là thành viên của Thần Kinh Giày thì bạn cũng có thể vào trong Thần Kinh Giày, mình cũng đã post cái bài viết về cái đôi giày này. Yeah, thì đây chính là cái đôi Diadora Interpet collab với cả Bait và Astro Boy. Những cái màu sắc trên cái đôi giày này chủ yếu thể hiện cái phần trang phục của cái chú robot Astro Boy này. Đây là một cái đôi giày made in Italy, ở bên ngoài đều là da thật, nên là cái chất lượng của cái đôi giày này cực kỳ tốt. Kể cả khi bạn ngửi vào thì bạn cũng có thể cảm nhận được cái độ xịn của cái đôi giày này. Phía đằng sau thì mọi người có thể thấy mặt của chú robot được thêu như thế này. Ở phía trong cái lót giày thì được in hình comics. Và mình đặc biệt thích cái móc treo chìa khóa bằng cao su hình chú robot ở đây. Đó, nhìn rất là hay. Đôi giày này thì mình cũng chưa mang một lần nào cả, bởi vì có một cái điều mà khiến mình vẫn phải suy nghĩ. Cái điểm mà mình muốn nói tới đó chính là cái phần outsole. Đó, có một chú Astro Boy được in ở phần đế như thế này. trông rất là đẹp nên là mình cũng chưa nỡ mang cái đôi giày này ra, kiểu như là mình sợ làm cái hình này nó bị dơ ấy. Thì cái đôi Diadora này cũng là một trong những cái đôi Diadora mà mình thích nhất trong cái bộ sưu tập của mình. Thì đây không phải là cái đôi Diadora cuối cùng mà mình muốn nói tới. Thì cái đôi giày tiếp theo mà mình muốn nói tới và cũng là cái đôi giày cuối cùng mà hôm nay mình muốn share với mọi người cũng đến từ Diadora, nhưng mà không phải do Tâm Hoàng giúp mình mua, mà lại thêm một lần nữa là do Vinh Hiển đã giúp mình mua cái đôi giày này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đôi giày này nó như thế nào nhá. Cái đôi Diadora mà mình muốn nói tới là một cái đôi giày dành cho ngày kỷ niệm 70 năm của Diadora, dành cho những fans của họ. Và đôi này là một cái đôi limited, chỉ sản xuất 285 đôi trên toàn thế giới. Thì mình cũng rất may mắn khi mà mình thấy cái deal này của Vinh Hiển. Bản thân mình thì là một người rất là thích những cái dòng giày retro runner và những cái đôi giày mix and match, thì tất cả đều hội tụ ở cái đôi giày này. Kể từ khi mình có những cái đôi giày từ Diadora thì mình cũng đã trở thành một cái big fan của cái hãng giày này. Từ chất lượng đến mẫu mã tất cả đều rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đôi giày nó như thế nào nhé. Thì đây chính là cái đôi giày mà mình muốn nói tới. Như mọi người có thể thấy, mỗi bên thì phối màu nó khác nhau và chất liệu ở từng phần ở trên cái đôi giày này nó cũng khác nhau nữa. Mình cũng sẽ không review kỹ về tất cả các cái chất liệu trên cái đôi giày này tại vì nó khá là mất thời gian. Nhưng mà cái đôi giày này đã được làm handmade rất là kỹ lưỡng và mình cảm thấy rất là ưng với cái đôi giày này. Ngoài ra ở cái đôi giày này thì họ cũng tặng cho thêm một cái dây giày màu đỏ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là bản thân những cái dây giày mà họ cho mình ngay từ ban đầu thì cũng đã đủ đẹp rồi. Cái điều đặc biệt mà mình muốn nói tới đó chính là ở cái phần lưỡi gà thì nó được in 91/285, wow. Thể hiện cái việc cái đôi giày của mình là cái đôi giày thứ 91 trong 285 đôi trên toàn thế giới. Cái đôi giày này thực ra là trước khi mình nhìn thấy cái deal của Vinh Hiển thì trước đó mình và vợ mình thường theo dõi cái Instagram của một dân chơi giày rất là nổi tiếng trên Instagram, đó là DJ Boy Chang. Sau một cái thời gian mà mình ngồi lướt hình của cái anh này thì mình đã bắt gặp cái đôi giày này nằm ở dưới sàn và mình đã cảm thấy vô cùng là ấn tượng với cái đôi giày này và ngay lập tức mình phải search ngay trên Google những cái thông tin về cái đôi giày này. Thì đây là một cái đôi Diadora N9000 Anniversary 70 năm Mixed Color. Nhưng mà khi mà mình search giá ở trên StockX thì giá nó quá là cao. Mình nhớ lúc đó đâu đó khoảng 700-800 đô gì đó. Nên là vào lúc đó mình chỉ dám cho nó vào cái wishlist thôi. Mình không ngờ là sau này mình có thể bắt được một cái deal mà vô cùng là tốt như thế. Cảm ơn rất nhiều Vinh Hiển đã giúp mình có được cái đôi giày này. Đây là một trong những cái đôi giày mà mình yêu thích nhất trong toàn bộ cái bộ collection giày của mình. Còn một điều nữa thì ở cái video trước mình đã nói là mình đang đợi một cái đôi Internationalist Nike by You chuẩn bị về. Mình đã được xác nhận là cái đôi giày nó chuẩn bị về Việt Nam và mình cũng đã nhìn thấy những cái hình ảnh trên tay. Thì mình đã cảm thấy không ưng lắm với cái dây giày màu hồng của cái đôi giày đó. Nên là mình đã lướt ở trên Facebook thì nhờ có Lucas Trịnh, cũng là một seller giày, cũng là một người rất là đam mê với cả những cái mẫu giày, nhất là những dòng giày đến từ Nike. Thì mình thấy bạn ấy post bán những cái dây giày, thì mình thấy bạn ấy bán cái dây giày màu kem như thế này. Thì mình đã mua trước để chuẩn bị khi mà mình nhận được cái đôi giày Internationalist về thì mình sẽ thay cái dây giày này vào. Nên là cảm ơn Lucas Trịnh nhá. Mình cũng thấy bạn ấy có rất là nhiều deal về giày, nên là nếu mà ai quan tâm thì có thể liên hệ với cả Lucas Trịnh nhá. Ok, thì Sneaker Haul phần 2 đến đây là hết rồi. Hy vọng là thông qua cái video này mọi người cũng đã tiếp nạp thêm những cái thông tin mới hoặc là có những cái thông tin hữu ích trong việc lựa chọn những cái mẫu giày mà mọi người muốn mua. Cái video này hoàn toàn không phải là để khoe những cái giày của mình, đơn giản mình chỉ muốn share với mọi người về những cái đôi giày mà mình yêu thích hoặc là những cái đôi giày mà có lẽ nhiều người sẽ không biết tới. Ok, thì nếu mà mọi người thích cái video này thì đừng quên subscribe, nhấn cái chuông cái bên để nhận notification mỗi khi mình ra video mới. Một lần nữa thì mình là Ven, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace out.